Cáo phó linh mục Du Xe Đào Xuân Thanh: Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta sẽ được sống muôn đời. Gioan chương 11 câu 25. Cáo phó: Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, tòa giám mục Ban Mê Thuật cùng gia đình huyết tộc và linh tông xin kính báo. Linh mục Du Xe Đào Xuân Thanh thuộc giáo phận Ban Mê Thuật, hưu dưỡng tại gia đình, địa chỉ 57A đường Tân Tạo, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 20 giờ 30 phút Chúa Nhật ngày 25 tháng 7 năm 2021, hưởng thọ 87 tuổi với 56 năm linh mục. Nghi thức tần liệm lúc 9 giờ 30 thứ Hai ngày 26 tháng 7 năm 2021 tại 57A đường Tân Tạo, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Thánh lễ an táng lúc 5 giờ sáng thứ Ba ngày 27 tháng 7 năm 2021 tại nhà thờ Giáo xứ Tân Trang thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn, do cha Đinh Văn Thọ, quản xứ Tân Trang chủ sự. Và sau đó thi hài cha cố Du Xe sẽ được đem đi hỏa táng. Cha cố Du Xe sinh ngày 31 tháng 12 năm 1934 tại tỉnh Hưng Yên. Từ năm 1948 đến năm 1954 học tiểu chủng viện trung học phòng. Từ năm 1954 đến năm 1957 du học Hồng Kông. Từ năm 1958 đến năm 1962 đi thực tập tại kênh B Cái Sắn 2, giáo xứ Mỹ Thạnh, Pleiku. Từ năm 1962 đến năm 1965 học đại chủng viện Kim Long Huế. Thụ phong linh mục ngày 29 tháng 6 năm 1965 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Đã phục vụ tại các nhiệm sở sau: từ năm 1965 đến năm 1966 phó sứ nhà thờ quân đội Ban Mê Thuật. Từ năm 1966 đến năm 1967 phó sứ nhà thờ chính tòa Ban Mê Thuật. Từ năm 1967 đến năm 1968 quản xứ trung tâm tình thương. Từ năm 1968 đến năm 1972 quản xứ giáo xứ chính nghĩa. Từ năm 1972 đến năm 1975 quản xứ giáo xứ Duy Hòa. Từ năm 1975 đến 2021 tu dưỡng tại gia đình ở địa chỉ 57A đường Tân Tạo, phường 8, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Xin hiệp ý cầu nguyện cho cha cố Du Xe. Xin mỗi cha thuộc giáo phận Ban Mê Thuật dâng ba lễ cầu nguyện cho cha Du Xe, văn phòng tòa giám mục Ban Mê Thuật.